Điều trị gì được với anh Vinh thì chắc không mọi người ơi. Sự nín thoát ra. Sự nín thoát ra. Sự nín thoát ra. Ngân bắt buộc phải thắng, Ngân không thể là thua được. Ủa, chiến thuật của chuyện may là gì? Chiến thuật của Ngân hôm nay là chơi cho tới chết. Tụi tôi chơi bạc mạng mà thắng đô gì ở đây. Thắng rồi, tôi cũng đẹp. Lâu lâu mới có dịp, trời ơi, hai con mển vô một rọ. Muốn chống với tôi hả mấy bạn? Thôi, tôi thắng mới được. Đi ơi, tôi sẽ thắng, mình thua là mình dơ lắm, không đi được đâu. Ok. Nhưng mà nếu mình thắng thì anh Vinh dơ hả? Em sẵn sàng để em thắng. Thôi, em thắng. Anh Phi ơi. Anh Phi, anh có chắc hôm nay đội thắng không? Hả? Anh có chắc hôm nay đội thắng không? Nghe khẩu khí của hai người bạn đồng nghiệp của tôi thì có thể thắng. Anh có tiêu chí gì được với anh Vinh thì chắc không mọi người ơi. Sự nín thoát ra. Sự nín thoát ra. Sự nín thoát ra. Anh có chiến thuật gì cho đội mình hôm nay không? Tôi nhìn mặt của Ngọc và Ngân, tôi nghĩ là hai người đó đang có rất nhiều chiến thuật trong đầu để có thể đối xử với giai đoạn của anh Lực, chị Dạ và anh Vinh. Tôi tin hai người đó. Ủa chị ơi, nghe nói là tấm chán đó của đồng hồ quay tiếp mà không chị? Mình tấm chán, phải không? Mình đang lên nhầm mình tấm chán đầu của đúng không? Dạ không. Không gì, cái này là của chị Ngân. Quá. Vậy rồi, cái này không phải của đau phụ mà là cái này của người ta. Ủa? Đi ăn giật. Ủa, đi ăn giật thôi. Cái này là mình làm của bên đoàn. Mấy số này là số tưởng niệm hay gì vậy? Thôi, chứ phải là của sao nãy là thổi đèn cây trắng rồi tới vòng qua. Ngân đây, chị có chắc chắn là đội chị hôm nay sẽ thắng không? Trái cây nữa là Ngân bắt buộc phải thắng, Ngân không thể là thua được. Ủa, chiến thuật của chị hôm nay là gì? Chiến thuật của Ngân hôm nay là chơi cho tới chết. Chị hỏi á, là cái đó là anh gian suối thiệt. Anh gian suối thiệt. Em tưởng chị cố gắng kết thúc chơi cho nó xong hiệp một cho nhanh thôi. Gian nó là ngân chạy lên khỏi liền. Cái hôm qua anh nhìn là hôm nay là chú thiệt hay giả, là Ngân nghĩ là anh gian kêu thổi là giống như là quyết định cho đội thắng luôn. Ai ngờ thổi lên canh nói rồi anh gian sức nữa thôi, là mình vui. Vậy là đội Thúy Ngân thua. Buồn. Có lời nói nào gửi anh Vinh không? Đó. Không ngờ là chồng của bạn thân Ngân mà lại đối xử với Ngân như vậy. Thù này Ngân sẽ trả. Nó dẻo ghê trời. Giang hãy đợi đó. Phương sẽ như hưởng hết. Anh Lộn ơi, chị Thúy Ngân hay ăn bún tráng với lại ăn mấy cái bánh là của đạo cụ đúng không anh Lộn? Đúng rồi. Bạn ơi, là ăn gấp bánh rồi, cái bánh này nè, đây nè. Cái bánh này là bánh của đậu phụ, thấy không? Tại sao biết bánh đậu phụ, người ta dán một cái màu đỏ để người ta che cái thương hiệu lại, là không có làm quảng cáo. Thì Thúy Ngân là cái người mà lúc nãy quay xong cái kịch đó rồi ăn luôn bánh đậu phụ, hổm gà mấy anh em đậu phụ cứ nói là mất đồ hoài. Bây giờ biết thu phạm lại rồi nha. Ăn cắp cho ai? Mọi người biết không? Ăn cắp cho chị Ngọc và chị Dạ ăn. Đó, thấy chưa? Ủa? Ai ăn nha? Ai bắt cắp? Sao là ăn xong rồi không chấp nhận mà đổ thừa cho chị em vậy trời? Thật là dạ là giảm cân chứ ăn chứ đâu có ăn hết, chị xé chị ăn cái ruột. Nhưng mà bé Ngọc không có ăn, đừng có đổ thừa bé Ngọc như vậy. Chị Ngọc hết thương quá. Thật sự là lúc vừa tôi ăn thì thấy đó, mà bằng chứng sao rành rành là Thúy Ngân đang ngồi nhai nhóp nhép cái bánh của chương trình. Trời ơi, một cái bánh người ta để đó người ta quay 4-5 năm trời. Không hết. Thúy Ngân dồn cái múc cái bánh. Mà trong khi hạn sử dụng cái bánh chỉ có 2 năm mà người ta để người ta quay 4 mùa rồi. Mà còn dám lấy ăn. Mệt.